tiếp nữa nè. Đúng chứ, chứ sao vô. Nướng giò hay bỏ vô là nướng ngay tiếp. Nướng nó chảy mờ dầu lên nữa là nó ngon ha. Rồi đi bà tông vô lóc vào nấu nè. Mình cho xuống cái mình cho cái chiều này mà. Chủ yếu công đoạn này nó mới vui chứ. Mình đặt bàn hôm qua mấy cái món đơn đơn về nấu quốc dụng máy rồi. Nấu nó tiện hơn chứ. Nấu nó nhiều hơn. Giờ mình muốn sướng, mình muốn đặt chứ. Nhưng mà nấu nó mới vui nè. Chủ yếu vui vậy nó mới vui chứ. Tấu em nào cũng lên YouTube có hết á. Sao không thấy người ta nó chuyên chả ra mà nó đều ta, nó đều là mình cắt nào ta? Không phải trời đâu anh, có cách. Còn một số người nó bỏ vô là nó nướng. Nướng trước hả? Nướng luôn, nướng trực tiếp luôn. Là chiên không dầu đó. Màu là chiên dầu hay bay sơn. À vậy hả? Chứ ý là nó chia ra cái bánh nó đều lắm, nó chín đều. Đúng trong cái lo ạ. Biết cái bánh đều là chú hay biết vì sao nó đều không? Nó cuốn mấy. Mấy hả? Đúng. Cái với lại cái bánh cuốn nó khác hả? Dưới chỗ mình đang chỗ mỏng chỗ dày nè, nó chín cuốn cái chỗ mỏng lại chưa? Như cái bếp ấy chị càng đút vô dày là nó không ấy đâu, nó cháy nó nổ đâu. Hàng đi mua đồ cho hoài rồi chị ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.